Dạ, Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog chiều nay nha. Thì chiều nay Bùi Hải có mặt tại mộ của thầy Thích Minh Thiện ha cô chú anh chị. Bây giờ Bùi Hải chuẩn bị vào để thay nước, lau bàn thờ, dẹp ba cái bông hoa để tối này khu nó vô nó phá. Giờ không biết để đâu cho gọn. Đèn bên kia tắt cái tiêu. Ừ, chùm đó đi, chùm cái bình bông này lại đi. Chùm cái bình bông lại. Để em làm lửa mấy cái chung. Mở lửa chung rồi vô qua ra bàn thờ. Sao lửa chung chung thịt cả thay nước cho thầy buổi chiều. Tới nay còn dầu bự hay dầu nhỏ đó, dầu bự này của người nhà. Người nhà chưa khui cho dầu này của em mà. Của người nhà còn y mà. Của em cũng chưa bự mà. Ở nhà lấy khăn khô qua. Khăn khô lau mấy cái chung lại. Thấy nào ngọc cũng chạy xuống rồi. Cái bình, cái này không có cái đồ chùm. Mấy cái bịch này nè chị. Chị bỏ khăn giấy vô trong thùng mà. Bên đây nè. Trong thùng mà chị lấy giùm em chai nước suối là đi. Bỏ nằm ngang á. Ờ đúng rồi. Mà đậy lại đỡ đi, sáng mình mở cái bịch la lên mình bỏ nó vô lại. Thay nước cho thầy. Dạ, trời. Đây nè, đốt đèn. Trời dưới đây gió quá ha. Để chút sập cái dù. Xe xuống.
để mai mua mấy cái hộp quạt vô đây để dưới đây dành đốt nhang đốt đèn. Trời nắng này bớt mũi nè. Trời ui ui chuyển mưa rồi. Mũi quá chừng mũi. Kỳ vậy. Cứng như vậy. Em dọn cho gọn lại nè. Buộc lại. Sáng mình vô mở ra. Hai bình bông còn miếng nước suối này họ xin lọc của thầy lọc của thầy để cho uống mạnh khỏe. Chiều hôm anh em là mộ cộng năm xong xuôi rồi cô chú anh chịu xong ngoài xuống là bàn thờ thay nước thắp nhang sạch sẽ gọn gẽ ha cô chú anh chị. Còn hai bình bông không có chỗ nào cao mà để lên đó cô chú anh chị vậy nên Bùi Hải có xách theo cái bịch để buộc nó lại nha cô chú anh chị. Đó, buộc lại để hư nó không có ăn ha. Không có gì mai sáng Bùi Hải đi mua cơm với xong vô Bùi Hải dâng lên cho thầy là Bùi Hải mở bịch ra và chân bông lên tiếp tục ha cô chú anh chị. Chứ giờ không biết để ở đâu. Ở đây thì để xác xác vô đi cho gió thổi nó không có lung lên hơn. Ngọc nãy giờ thì mắc làm công việc ở trên cậu năm Vũ Linh ha cô chú anh chị. Giờ anh mới xuống tới. Chắc cũng vài hôm nữa là có lên mộ của thầy chứ. Mộ thầy nè. Thì nghe vài hôm chắc vài hôm nữa. Nó ướt hay sao? Ngày mai thì ra đây thì lấy
mở luôn. Rồi thôi à, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Trước khi kết thúc video, Bùi Hải Vlog cũng chúc cho ông bà cô chú anh chị một buổi chiều thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc, hoàn sự như ý ạ. Và một lần nữa Bùi Hải Vlog xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị ạ. Chú Ngọc nhớ sập dù xuống luôn nha.